Hello, chào tất cả anh em, chào mừng cái đêm của mình. Mấy hôm trước thì mình có nói chuyện với bạn gái cuối cùng với cái sở thích niềm đam mê nước hoa. Bạn ấy có hỏi mình rằng là tại sao mình không thể làm một cái video trong đó giới thiệu một cặp nước hoa nam và nước hoa nữ, nó có những cái nét tương đồng hoặc nó nôm na nó một dạng như kiểu cặp đôi hoàn hảo đó. Mình rất thích cái ý tưởng này bởi vì đôi khi bạn gái hoặc là người yêu của anh em cũng có sở thích dùng nước hoa, và nếu như chúng ta sử dụng những cái mùi hương mà nó có những cái nét tương đồng lẫn nhau, nó hỗ trợ lẫn nhau trong cái việc thể hiện tính cách của chúng ta thì nó cũng rất là hay. Đó, trong cái video của mình ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một vài cặp nước hoa nam và nữ mà đối với cá nhân quan điểm của mình thì mình cảm thấy nó rất là ok khi mà anh em sử dụng cùng với một nửa còn lại của mình. Ok, let's go. Ok, cặp nước hoa đầu tiên mình muốn giới thiệu cho anh em đó là Carolina Herrera Good Girl và CH Man Privé. Chai nước hoa này với cái slogan It's so good to bad, và với cái theo như mình hiểu thì đó nó hàm ý rằng đó là chúng ta không bao giờ có thể làm mười lòng tất cả mọi người, dù chúng ta có thể là cố gắng đến đâu, nỗ lực đến đâu thì đôi khi mọi người sẽ vẫn đánh giá bạn là có một cái gì đó nó không ổn. Sau đó để đơn giản hóa vấn đề thì trong tất cả các vấn đề bạn đã suy nghĩ và bạn cho nó là đúng thì nó sẽ là đúng. Và mùi hương của chai nước hoa này cũng thế, nó khá là nồng nàn, nó khá là ngọt ngào, nhưng nếu như bạn cho nó là vừa đủ, nó không đi quá giới hạn thì bạn ấy vẫn cứ xịt. Nếu như bạn cho rằng nó là sexy thì bạn hay vẫn cứ xịt đó. Còn CH Man Privé, đây là một chai nước hoa nó cũng mang khá nhiều hình ảnh, giống như một cái video trước mình đã nói, nó là một dạng kiểu bad boy leather jacket. Ok, khi mà chúng ta xịt thì chúng ta khoác lên mình một chiếc áo jacket, áo da chẳng hạn, và chúng ta đi một quần jean, tất cả một cây đó, một bộ, một set đồ kiểu như thế, mà chúng ta xịt mùi hương này nó cũng có một cái nét khá là bụi bặm, nó khá là phong trần. Thế nhưng đổ lại, nếu như chúng ta ăn mặc một cách nó khá lịch sự thì mình nghĩ là mùi hương này cũng không hề là tệ để mà sử dụng. Do đó, với cá nhân quan điểm của mình, đây là một cặp mùi hương khá là thú vị nếu như các anh em kết hợp cùng với người kia của mình xịt chai nước hoa còn lại. Đó, cặp đầu tiên mình muốn giới thiệu cho anh em đó là Carolina Herrera Good Girl và CH Man Privé. Cặp nước hoa thứ hai, ở đây là có hai chai nước hoa nữ và một chai nước hoa nam. Chai nước hoa nữ đầu tiên mình muốn nói ở đây đó là Yves Saint Laurent Black Opium. Giống như video trước mình đã nói, đây là một cái nét của một rocker, một dạng kiểu một cô gái cũng một phong cách leather jacket. Bạn ấy có thể nhìn phong cách mặc khá là gồ ghề đó, không theo một cái phong cách nữ tính thuần. Bạn ấy vẫn có thể là một dạng kiểu giống kiểu một phong cách hippie, thế nhưng mà ẩn sau đó thì vẫn là một cái vẻ thu hút cực kỳ là sexy, cực kỳ là quyến rũ đó. Đấy là với cái những gì cảm nhận của mình cảm nhận về Yves Saint Laurent Black Opium. Chai nước hoa thứ hai đó là Tom Ford Black Orchid. Đây là cái mùi hương đối với mình thì nó khá là ma mị. Bạn gái nào xịt mùi hương này thì nó có một cái thu hút rất là đáng sợ đối với mình là như thế. Nó làm mình liên tưởng đến nhân vật chính của bộ phim Bản Năng Gốc. Trong bộ phim đấy thì nhân vật nữ là một người có một cái vẻ nói thế nào nhỉ, thu hút đến gọi là đáng sợ. Chỉ cần một nụ cười hoặc một ánh mắt là cũng có thể cho cánh mày râu điên đảo. Và mỗi khi mình xịt mùi hương người chai nước hoa này thì mình luôn luôn có một cái chút gì đấy liên tưởng đến nhân vật chính của bộ phim Bản Năng Gốc. Và chai nước hoa nam mình muốn nói đây đó là Dior Sauvage. Đây là cái chai nước hoa mà đôi khi các anh em ngửi nó giống như kiểu một cái gì đó nó khá là hoang dại, nó khá là cũng là một dạng bản năng với cái mùi hương của tiêu và sả long diên hương, nó cảm giác như là mùi mồ hôi nhưng nó rất là sexy, nó rất là thu hút. Do đó, đối với cá nhân quan điểm của mình thì hai chai nước hoa Yves Saint Laurent Black Opium, Tom Ford Black Orchid này, khi mà một nửa còn lại sử dụng Dior Sauvage rất là ok, rất là 10/10. Đó, cặp thứ hai mình muốn giới thiệu cho các anh em. Nếu như các anh em nào có một niềm đam mê với văn hóa Pháp thì chắc là chúng ta không hề xa lạ với cuốn tiểu thuyết Chiếc Xe Đạp Xanh. Đây là cuốn tiểu thuyết nói về một cô gái 17 tuổi rất là xinh đẹp, rất là quyến rũ, và lúc đó là đang xảy ra Thế chiến thứ hai, khi mà quân đội Đức đang đánh chiếm vùng quê của cô. Và trái với cái vẻ ngoài mong manh yếu ớt đó thì cô đã chọn cách ở lại chiến đấu, góp một phần nhỏ vào cùng với quân kháng chiến để đánh thắng lại quân Đức. Cùng với cái chiếc xe đạp xanh cô hay đi sử dụng, cô đã chở những cái tài liệu, những cái mật thư đi sâu vào lòng địch đó, đóng góp một phần nhỏ. Và mỗi khi mà gặp
những cái khó khăn, những cái hiểm nguy thì cô luôn luôn có một cái niềm tin mãnh liệt rằng phải cố gắng vượt qua để mà có ngày gặp lại người yêu của mình. Đó, cái hàm ý của câu chuyện đấy đó là cuộc sống nó luôn luôn tươi đẹp, nó luôn luôn có cái ngọt ngào. Đó, nếu như chúng ta có niềm tin chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn, theo như cách hiểu của mình như thế. Và các chai nước hoa ở đây mình muốn nói đây đó là Lancôme La Vie Expert. Tiếng Pháp của mình nói thì nó không được chuẩn. La Vie Expert này thì dịch sang tiếng Anh thì nó cũng là cuộc sống tươi đẹp. Và khi mà mình đến chai nước hoa này thì mình đã ngay lập tức mình liên tưởng đến cái câu chuyện tiểu cuốn tiểu thuyết Chiếc Xe Đạp Xanh đó. Mùi hương này thì nó rất rất là ngọt ngào, và các chị em khi mà xịt thì đặc biệt là vào mùa đông thì nó rất rất là linh hoạt. Các chị em có thể dùng để đi làm, đi những cái buổi tụ tập, nó luôn luôn gây, nó luôn luôn quyến rũ, nó luôn luôn ghi điểm cho các chị em rất là cao. Và cái chai nước hoa nam còn lại mình nghĩ rằng đối với các nhân quan điểm của mình nó sẽ phải là Blue Chanel. Bởi vì đây là cái mùi hương quốc dân, đây là cái mùi hương nó ghi một cái rất là rõ ràng cái phong cách của một người đàn ông Pháp. Và tất nhiên rồi, mình nghĩ rằng một chai nước hoa nó làm cho mình liên tưởng đến cô gái Pháp thì sẽ phải dùng cặp với một chai nước hoa của một người đàn ông Pháp. Do đó, La Vie Expert và Blue Chanel chắc chắn là một cặp nước hoa với cá nhân của mình sẽ rất là hợp khi mình sử dụng. Tiếp nữa đó là Narciso Rodriguez. Chai nước hoa này dành rất hợp cho các chị em nào có cái vẻ đẹp mong manh, nhẹ nhàng đó. Nó không cần phải quá là xô bồ, nó không cần phải quá là mạnh mẽ, nhưng nếu các chị em nào có một cái vẻ đẹp nó nhẹ nhàng thì mình nghĩ là sử dụng chai nước hoa là rất rất là hợp. Và La Nuit de l'Homme, đây là cái chai nước hoa mình nghĩ là sẽ rất là phù hợp nếu như các chị em nào có một nửa kia đó, hoặc là các anh bạn nào đang có một nửa kia sử dụng Narciso Rodriguez. Chai này thì thôi, mình xin phép là mình không cần phải nói quá nhiều, nhưng đối với mình đây là trời sinh một cặp, La Nuit de l'Homme và Narciso Rodriguez. Tiếp nữa đó là Cartier Le Bezier du Dragon, nụ hôn của rồng, và mình sẽ chọn chai nước hoa đó là Bentley Intense. Tại sao mình lại chọn một cặp này? Chai nước hoa này các bạn nữ khi mà sử dụng các bạn phải có một cái sự tự tin rất là lớn vào bản thân của mình. Không phải là về nhan sắc, không phải là về tính cách, mà bạn phải thực sự tin vào những cái gì bạn đang có. Đôi khi nó không cho bạn một cái gì đó do dự, bởi vì mùi hương này nó rất là một cái thể hiện bạn, giống như kiểu bạn so với phần còn lại bạn là một cái sự khác biệt. Nó rất là quyến rũ, thế nhưng nó sẽ chỉ phát huy được hết cái hiệu năng của mùi nếu như bạn thật sự tin tưởng bạn là ai. Nó cũng giống như tên của chai nước hoa, nụ hôn của rồng. Và chai nước hoa nam mình muốn nói đây đó là Bentley Intense. Tại sao lại là mùi hương này? Đây là chai nước hoa luôn luôn được so sánh với James Bond 007, điệp viên 007. Nếu như các anh em nào là fan của dòng phim này thì chúng ta chắc hẳn không hề lạ với có hẳn một cái video ngắn giới thiệu về cái cách anh ta giới thiệu tên trong các phần. Và mình thực sự ấn tượng với cách anh ta giới thiệu. Khi mà gặp bất kỳ một ai, anh ta luôn luôn có một câu: The name's Bond. James Bond. Mr. Bond. James Bond. Không bao giờ thay đổi. Không bao giờ thay đổi cách nói, cách dùng từ. Anh ta luôn luôn là như thế. Cũng là anh ta luôn luôn rất tự tin vào bản thân mình. Do đó, nếu như bạn nào, bạn gái hoặc bạn nam nào, các bạn là một người, các bạn luôn 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 tự tin vào phong cách của mình, không hề có một cái sự do dự và niềm tin vào bản thân, thì Cartier Le Bezier du Dragon The Bentley Intense là một cặp mình muốn giới thiệu cho các anh em. Và cuối cùng, cặp hoa mình muốn giới thiệu ở đây đó là Chanel Coco Mimosa. Đây là cái mùi hương mà mình luôn luôn ngửi, khi mà mình ngửi mình luôn cảm thấy đó là lady, quý bà, quý cô. Đó, có nghĩa là chúng ta sẽ đi xem Mercedes, sẽ có người mở cửa và chúng ta bước lên thảm đỏ và chúng ta đi vào dự sự kiện. Không thể là ai, không thể ai khác ngoài những người như thế, đó là Chanel Coco, Coco Chanel Mimosa. Đấy là cái cảm nhận của mình khi mà ngửi mùi hương của chai nước hoa này. Và chai nước hoa nào sẽ xứng đáng để
là một cặp với sản phẩm của nhà Chanel. Với cá nhân quan điểm của mình thôi nhé, George Gabbana The One Eau de Parfums, một cái mùi hương cổ điển, nó vẫn có cái sự thu hút, nó vẫn có cái sự classic và đầy chất manly. Thật ra thì có rất là nhiều những mùi hương khác của nhà Tom Ford, thế nhưng ở Tom Ford hoặc là một số Chanel hoa khác thì nó là một dạng như kiểu là nó nói thế nào nhỉ, nó là một cái dạng kiểu nhà tài phiệt rồi. Nó không phải là một quý ông, nó là một cái dạng như kiểu là chùm tài phiệt đó, và cái phong cách chắc chắn là khác nhau. Do đó nếu như chúng ta đi đến một bữa tiệc sinh nhật, đưa đến một cái buổi gặp mặt mà đòi hỏi là ăn mặc về cái phong cách nó rất là phải là chỉn chu, thì với quan điểm của mình, Chanel Mademoiselle và George Gabbana The One Eau de Parfums là một cặp sẽ hỗ trợ nhau rất là tốt đó. Thì vừa xong mình vừa giới thiệu đến anh em một vài cặp nước hoa của nam và của nữ mà đối với cá nhân quan điểm của mình đó là cặp đôi hoàn hảo. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video quan trọng thì đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.